Xin chào các anh, các chị và các bạn. Hôm nay mình giới thiệu cho mọi người một sản phẩm, đó là túi đeo chéo da bò, da thật 100%. Túi này thì được làm bằng da bò mà da hột nha mọi người. Nhưng mà da này da mềm, nó sẽ sử dụng nó sẽ dễ chịu hơn loại da cứng. Mọi người có mua sản phẩm thì có thể liên hệ qua số điện thoại 0862452078. Dây kéo nó là dây kéo sắt nha mọi người, ở trong là được lót bằng vải, dây kéo sắt, đầu dây kéo cũng bằng sắt luôn, màu vàng nha mọi người, được xi màu vàng. Ở trong thì nó sẽ có ngăn lớn hơn, ở ngoài ngăn nhỏ hơn. Ngăn lớn thì có đựng thể đựng được iPad và điện thoại, ví, nói chung là giấy tờ, nói chung là cũng khá là ok, nói chung là vừa thôi. Cỡ iPad chỉ xuống thì nó sẽ đựng được thoải mái, đựng được tất cả luôn. Vì nó là ba lô đeo chéo nên nó cũng dễ sử dụng thôi, thì ai cũng có thể sử dụng được. Các anh các chú đồ thì cũng đều sử dụng được cái loại túi này nha mọi người, thì nó cũng khá là đơn giản, nó cũng giống như cho túi túi đeo chéo hình bao tử thôi. Túi này nó cũng dạng dạng như vậy á, nói chung mà cái này là khá là hình thành một thời. Dây là dây đai.